Hi, học.com xin chào tất cả các bạn. Chỉ còn ít phút nữa là chúng ta sẽ đón một cái giao thừa. Nếu như mà trong lịch học của học từ đầu thì các bạn có thể nhìn thấy là hôm nay là ngày 22 tháng 1, tính theo lịch dương 22 tháng 1 năm 2012, và đồng thời là ngày 29 tháng chạp, tính theo lịch âm 29 tháng chạp năm Tân Mão. Chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng ta sẽ chuyển sang ngày 23 tháng 1 theo lịch dương, và đồng thời cũng là ngày mùng 1 Tết theo lịch âm. Đây là dịp Tết cổ truyền, tức là Tết âm lịch. Thì học từ đầu.com trong năm 2012 có một cái truyền thống mà tôi cũng xin giới thiệu, đó là vào những ngày đặc biệt. Ví dụ như mà học từ đầu biểu tình chống cái đạo luật nào đó, hoặc là một cái ngày kỷ niệm nào đó, ví dụ như kỷ niệm Giáng sinh, kỷ niệm mồng 8 tháng 3 vân vân, thì học.com sẽ cố gắng thay đổi toàn bộ cái giao diện trang chủ để mà kỷ niệm cái ngày đấy, đồng thời để mà các bạn có thể học được thêm một chút kiến thức về JavaScript, về CSS, về Flash vân vân. Tôi cũng mong muốn là có một công đôi việc, vừa để chúc mừng và vừa để chúng ta có thể học thêm được một chút. Thế thì tiện đây tôi cũng giới thiệu thêm cái trang học từ đầu.com trên timeline, tức là tôi muốn liệt kê tất cả những cái trang cũ vào cái ngày cụ thể. Ví dụ như vào cái ngày hôm nay là ngày Tết thì cái trang học từ đầu.com sẽ chuyển thành cái giao diện như thế này. Thế nhưng mà sau ngày Tết, ví dụ như vài ba ngày sau, thì học từ đầu.com sẽ không còn cái giao diện như thế này nữa, mà các bạn lại muốn truy cập lại để xem lại cái giao diện này thì các bạn hoàn toàn có thể vào cái trang học từ đầu.com trên timeline, chúng ta sẽ xem lại được một số cái giao diện cũ. Ví dụ tôi có thể click vào đây, tôi sẽ xem được một số cái giao diện cũ này. Ví dụ như cái giao diện chống SOPA này, thì ở đây có cái quy luật là bao giờ nó cũng là học từ đầu.com trên đây, tức là ngày 2012 năm 01 là tháng và 19 là ngày, và bao giờ chấm HTML. Thế như thế chúng ta có thể thấy là thứ tự ở đây là năm đến tháng đến ngày. Năm là một số có 4 chữ số, tháng thì chúng ta sẽ thể hiện bằng 2 chữ số, ngày cũng thế, mùng 1 thì sẽ là 01. Ngày tương tự như thế, chúng ta cũng có thể vào lại cái chúc mừng năm mới bằng cách là chúng ta sẽ vào cái này. Đấy, cũng một theo cái quy luật giống như thế. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ vào lại những cái ngày kỷ niệm cũ của học từ đầu.com. Và chúng ta hoàn toàn có thể xem cái mã nguồn của từng trang, cũng như là với từng cái trang là chúng ta cũng có thể xem cái mã nguồn, và đồng thời với mỗi trang thì bao giờ cũng có một cái đường link. Đây đây là cái đường link youtube.com học từ đầu, đề như thế này thôi, nhưng mà trên thực tế bạn 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 mà click chuột vào thì nó sẽ ra một cái video clip nói sâu hơn về cái sự kiện đó, và đồng thời cũng giải thích là cái hiệu ứng của cái trang đấy được xây dựng như thế nào, để cho mà các bạn biết là cái quá trình mà tôi đã làm sao để mà tôi có được cái giao diện đó. Chẳng có cái gì là tự nhiên nó có, đúng không? Chúng ta phải sử dụng kiến thức, phải sử dụng học hỏi của những người khác. Đấy, thì tương tự như thế, nếu mà như chúng ta mà vào cái chúc mừng năm mới thì cũng có cái đường link để mà chúng ta vào để chúng ta xem cái video clip. Ví dụ như cái sopa là một cái ngày cũ, các bạn mà vào đây, các bạn tôi thử click chuột, các bạn nhìn thấy ngay nó ra một cái video giải thích. Thì đấy là tôi đã giới thiệu qua cái trang timeline. Và bây giờ thì năm mới sắp đến rồi, thì học từ đầu.com trước tiên là cũng muốn gửi một vài lời chúc đến với bạn. Tôi muốn đưa một cái lời chúc mà đặc thù của học từ đầu.com một tí, đấy là một cái bài thơ mà có chữ học từ đầu. Học hành năm mới lắm chuyện vui, từ biệt mèo lười chẳng còn xui, đầu Nhâm Thìn đón xuân vui vẻ, năm mới an khang bạn và tôi. Thế thì bao giờ một cho chúng ta biết là theo quan điểm người Á Đông thì người ta phân là một cái con giáp, và mỗi một cái năm thì sẽ ứng với một con vật, và thường thì một con vật thì bao giờ cũng có tính xấu và tính tốt, đúng không nào? Thì khi mà đón một cái năm mới thì bao giờ người ta cũng kể những cái tính xấu của cái con vật của năm cũ, và người ta lại kể những cái tính tốt của những cái con vật của năm mới.
Ví dụ như năm trước thì để mà chuẩn bị đón cái năm mèo, tức là Tân Mão ấy, thì ta nghĩ là à, mèo là một con vật rất là thông minh, nhanh nhẹn, rất là thân thiện với con người đúng không? Người ta kể hết ra. Còn bây giờ chúng ta sắp từ biệt năm Mão rồi, chúng ta sẽ kể tội con mèo một tí. Đấy là con mèo là một con vật rất là lười nhác đúng không? Lười nhác thì là một cái tính cách mà không ai muốn có cả. Nếu mà các bạn mà vào trang YouTube thì các bạn có thể thấy là tôi cũng có một cái loạt video về cái bệnh lười. Đây thì các bạn có thể vào dưới đây sẽ có phần về bí quyết chống bệnh lười, có một loạt, hoặc là bạn có thể vào YouTube bạn search học từ đầu. Đấy sẽ ra một loạt những cái video clip mà tôi đã từng viết về cái bệnh lười. Chúng ta biết là lười là một cái bệnh mà ai cũng bị mắc, vấn đề là mắc ít hay mắc nhiều, mắc mãn tính hay là chỉ mắc một chút thôi. Bản thân tôi cũng rất nhiều khi tôi lười. Những người bị lười thì khổ lắm, bị rất nhiều thứ. Bệnh lười là tôi nói thật là cái bệnh khủng khiếp nhất so với tất cả các loại bệnh, thậm chí nó kinh hơn cả HIV/AIDS hoặc là bất kỳ một thứ lại bệnh gì khác. Bởi vì nếu như con người mà hoàn toàn lười thì không còn là gọi là một cái con người nữa đúng không? Ít ra chúng ta phải có một chút chăm chỉ, mà càng chăm chỉ thì càng tốt. Khi chúng ta bị bệnh lười thì sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh khác, ví dụ như bệnh viêm màng túi đúng không? Đã bệnh viêm màng túi rồi thì sẽ rất khó mà chữa được một số bệnh khác nữa. Đấy, chưa kể lười thì có thể dẫn đến sức khỏe kém. Người chúng ta biết rằng ví dụ nhà chúng ta có thể giàu nhưng mà chẳng có một cái nhà giàu là có một cái máy mà tự động khiến cho chúng ta tập thể dục được. Cho dù nhà bạn có mà khá giả đến bao nhiêu thì cái việc tập thể dục tự bạn cũng phải tập thôi, chứ không có cái máy nào mà nó làm cho bạn cơ thể tự nhiên mà khỏe mạnh mà đẹp đẽ được. Nên cho nên tôi mong muốn là chúng ta sẽ có một cái năm mới mà có thể từ biệt được cái bệnh lười của con mèo. Thực ra thì mèo nó cũng chả là phải con vật lười nhác đâu, nhưng mà nó thường được đặt, người ta thường thường đặt cho con mèo là một cái con vật lười nhác, bởi vì nó có cái tư thế ngủ của nó hoặc là những cái cử động chậm rãi của nó thì làm cho nhiều người nghĩ là con mèo nó lười. Thôi thì mèo gắn với lười vì để tạm thời ta cứ gắn thế, người ta hay gọi là mèo lười thì ta cũng để như thế. Thế thì chúc các bạn có một cái năm mới đón xuân vui vẻ an khang. Cả bạn và tôi đây cũng là một cái lời chúc dành cho tôi, tức là dành cho những người làm cho học từ đầu.com thì cũng không bị lười, không phải sẽ gây ra rất nhiều cái vấn đề nhiều lắm. Lười thì chúng ta sẽ mất rất nhiều là nhiều thứ. Tôi cũng là một người lười nhưng mà tôi cũng phải cố mỗi một ngày bớt lười đi một chút, chứ tôi cũng chả phải chăm chỉ gì. Các bạn thấy là tôi làm video rất là chăm chỉ nhưng mà thực tế cũng chưa chăm chỉ lắm đâu. Để chẳng qua là thỉnh thoảng thích thì làm thôi, chứ nếu như mà chăm chỉ thì phải làm ra nhiều nữa. Thì sau cái màn chúc rồi, bây giờ chúng ta quay lại một cái vấn đề là các cái hiệu ứng. Tạm thời các bạn có thể khi mà các bạn mới vào trang thì các bạn thấy là học từ đầu.com sẽ tự động có một cái hiệu ứng. Đây là một cái thành phố. Đây là ảnh của Hà Nội về đêm. Mặc dù là học từ đầu.com ở trong web dạy trực tuyến nhưng chúng ta thấy là cũng phải cần phải có một cái chỗ để mà đặt đại bản doanh đúng không? Tức là quay video hoặc làm cái gì đó. Học sinh học từ đầu thì ở rất là nhiều nơi, tôi đã thống kê được khoảng trên 10 nước và trên 40 tỉnh. Đây là bạn thấy rằng đây là hiệu ứng pháo hoa tự động bắn thành dòng chữ học từ đầu.com là chúc mừng năm mới Nhâm Thìn. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích qua tôi đã làm như nào để mà có được cái trang web như thế nhá. Và trước tiên là chúng ta phải sử dụng đến Google. Tôi lên Google và tôi search hai cái từ khóa là JS Firework. Firework trong tiếng Anh là pháo hoa, JS là JavaScript. Ý tôi là tôi sẽ dùng JavaScript để mà tạo ra pháo hoa chứ chúng ta không dùng những cái công cụ khác như là Flash chẳng hạn. Những cái hiệu ứng pháo hoa bằng Flash thì nó sẽ phổ biến hơn, nhưng mà học từ đầu.com thì luôn luôn nhấn mạnh những cái sức mạnh của JavaScript, cho nên chúng ta sẽ sử dụng JavaScript chứ không sử dụng Flash. Thì sau khi search Google với từ khóa này thì ta sẽ ra rất là nhiều cái trang web, và tôi đã để tôi thử luôn nha.
Đấy, và cái trang đầu tiên mà chúng ta tìm thấy là cái trang này. Đây là một cái trang mà nó cho phép chúng ta có thể nhập bất kỳ một cái từ khóa gì mà chúng ta muốn vào. Và chúng ta bấm nút là chúng ta sẽ bắn pháo hoa theo cái từ khóa đó. Còn đây là cái công cụ để chúng ta chỉnh cái tốc độ của pháo hoa. Đấy, chỉnh cái bán kính của pháo hoa và chỉnh cái tốc độ rơi của pháo hoa. Và chúng ta có thể gõ bất kỳ một cái từ gì đấy mà chúng ta thích vào đây thì là chúng ta sẽ có được cái đó ngay. Bây giờ tôi ví dụ một từ khóa nhé. Đấy, để tôi cho tốc độ trọng cho cái trọng lực nó thấp thì pháo hoa bắn nhanh hơn đúng không? Cho tôi cái tốc độ của pháo hoa bắn nhanh hơn thì nó sẽ bắn nhanh. Đấy, còn cho cái bán kính bắn cao to thì nó sẽ bắn to hơn. Thì các bạn có thể vào đây mà các bạn tùy chỉnh. Từ cái trang này thì chúng ta muốn có cái trang web của mình thì chúng ta có những cái cách thức như sau. Cái cách thứ nhất là chúng ta vào file, chúng ta chọn save và paste us và chúng ta save vào máy. Chúng ta lưu vào một cái thư mục nào đó. Thì sau khi chúng ta đã lưu rồi thì chúng ta kích chuột vào thì chúng ta sẽ có được một cái trang đấy và chúng ta upload lên. Đây là một cái cách thức đơn giản nhất. Bởi vì cái cách này nó đã thành công rồi cho nên chúng ta không phải dùng một cái cách sau. Cái cách sau thì là chúng ta sẽ dùng cái kiểu khác thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm xong thì nó hiển thị ra những cái này đúng không? Và đồng thời có một cái đống chữ là chúng ta phải biết một chút kiến thức về HTML, CSS, JavaScript để mà có thể sửa được ra cái trang như của tôi để nó mất cái này đi. Nó thêm cái background vào. Và đồng thời xóa những cái đấy thì cái cơ bản cái cách làm nó là như vậy. Còn nếu như các bạn mà muốn có một cái trang mà dễ sửa hơn thì các bạn vào chính cái trang học.com đây. Đấy và các bạn có thể lưu trang học.com vào. Đấy thì nó sẽ ra một cái trang khác. Sẽ ít chữ hơn và chúng ta sẽ dễ sửa hơn. Tuy nhiên bây giờ làm sao để mà chúng ta đổi được cái hình? Thế thì cái hình tôi kiếm được ở đâu? Cái hình thì tôi kiếm bằng cái từ khóa là đêm Hà Nội panorama. Panorama là cái dạng ảnh mà nó chụp ghép rất nhiều cái tấm ảnh vào để thành một cái bức ảnh rất là dài và rất là to. Tôi lưu ý là nếu như mà các bạn mà lưu bằng cái cách saver vừa rồi mà không được ấy, thì các bạn có thể dùng học từ đầu rip search cái từ khóa này. Nó sẽ có một cái cách khác để mà chúng ta có thể lưu cái trang web. Cách này thì nó phức tạp hơn. Đây, vào cái trang này. Đấy, nhưng mà bởi vì bây giờ chúng ta saver được rồi cho nên thôi chúng ta không phải dùng cái cách như thế này nữa. Đấy chứ chúng ta có được cái trang web như này rồi nhá. Bây giờ làm sao chúng ta đổi được chữ đi. Đổi được chữ thì chúng ta thử cách đổi. Cách đổi chúng ta vào đây và chúng ta vào cái file work này. Và chúng ta tìm cái từ khóa chúc mừng. Chúc không tìm thấy á. Tôi nhớ là cái từ khóa tôi để đây nhưng mà bây giờ có vẻ họ đã để sang chỗ khác rồi. Để tìm từ chúc thôi. Bình thường nếu mà lúc tôi tạo ra thì tôi nhớ nó nằm trong cái file này nhưng bây giờ chúng ta phải không 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 tôi sửa nhầm file nhé cho nên nó không có nhé. Đây là cái file mà tôi đã chỉnh sửa rồi. Đây các bạn vào cái thư mục của các bạn vừa lưu học từ đầu chấm con chúc mừng năm mới đây kìa.
Đấy, cái thư mục của họ chúng ta sẽ không sửa được bởi vì họ không để cái đấy, cái chữ đấy ở trong file JS, là tôi đã làm đơn giản hơn. Của họ không sửa được cái kiểu vậy, của họ khó khó sửa hơn nhiều. Đây tôi đã làm dễ cho các bạn rồi. Các bạn search từ chúc đúng không? Nó ra là chúc mừng năm mới Nhâm Thìn, các bạn có thể đổi những cái từ khóa gì mà bạn muốn đúng không? Ví dụ học từ đầu.com video giải thích chẳng hạn. Đấy, ra là cái từ mà bạn muốn. Thế còn cái hình background thì chúng ta sẽ cũng phải sửa đi một chút thì nó mới được. Thì chúng ta lại quay lại, chúng ta sửa cái file HTML của chúng ta save vào về nhá. Và chúng ta thấy là đây nó có một cái hình đúng không? Nhưng mà chúng ta không hề có cái reserve body để chúng ta hoàn toàn có thể xóa đi, nó không cần thiết. Cái phần deep này tôi cũng có thể xóa được bởi vì tôi có cái kiến thức nên tôi biết là cái này không cần thiết, tôi có thể xóa đi. Để tiếp theo chúng ta sẽ sửa cái đường link, những cái đường link này chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta đổi thành cái đường link chuẩn. Đấy, chúng ta với cái này chúng ta thấy rằng khi mà cái lệnh server nó sẽ server thiếu file đúng không? Nếu như các bạn vào cái zip thì nó sẽ đủ file hơn. Thì nó sẽ không bị cái hiện tượng thiếu file đó. Nhưng mà rất tiếc cái công cụ này hình như nó chỉ hoạt động với lại Firefox cũ thôi, Firefox 3.6. Còn với Firefox 4 trở lên thì theo tôi biết là nó không hoạt động được, tôi cũng không có thời gian để fix cái công cụ này. Tôi cứ thử nhé. À, bước 1 này. Thôi thì cái đấy các bạn tự các bạn nghiên cứu đi. Đây tôi còn tự nghiên cứu cái công cụ đấy, còn tạm thời tôi sẽ sửa lại bằng bằng tay. Đây, sửa bằng tay các bạn có thể dùng Firebug, các bạn lấy những cái hình đấy đấy xuống, hoặc là các bạn có thể tự cho cái hình của bạn vào. Background là cái hình này, còn cái BG là cái hình ở trên. Đấy thì các bạn thay cái hình đấy vào đây là được. Các bạn thay cái hình này, thay thành cái tên đúng của cái hình là các bạn sẽ có được cái trang như bạn muốn. Thế còn đây là cái ảnh. Để có cái ảnh này thì tôi đã sử dụng pen. À, các bạn vào đây thì không được nhé. Các bạn kích chuột luôn và view, phải chuột vào đây này. Các bạn view cái email, lấy cái ảnh luôn vì cái trang vừa rồi nó bị lỗi. Cho nên chúng ta phải xem ảnh trực tiếp từ cái trang này. Nhà tôi đã lấy cái ảnh này về và tôi đã co giãn đi một chút để mà phù hợp với cái kích thước màn hình 1280. À, đồng thời tôi cũng cắt lấy cái phần trên và tôi đặt nó thành bg.jpg ấy, để mà chúng ta có thể tạo ra được cái dài màu như này, như bạn thấy. Thì để mà có thể sử dụng pen thì các bạn có thể vào YouTube và các bạn search cái từ khóa
học từ đầu bên. Thế thì ở đây sẽ có cái cách để mà tôi hướng dẫn các bạn đổi lại cái kích thước ảnh này, hoặc là chúng ta cắt lấy một phần ảnh thì đó là sơ lược về cái quá trình làm. Tất nhiên với mỗi cái quá trình làm một cái website thì tôi chỉ có thể nói sơ lược thôi, còn chúng ta thời gian thì có ít rồi, chúng ta cũng không thể nào mà có thể nói rất là nhiều được, đúng không nào? Bởi vì đôi khi để mà làm một cái website có vài dòng lệnh, nhưng có khi chúng ta phải học cả vài tháng mới viết được vài dòng lệnh đó. Bởi vì cũng giống như có một cái câu chuyện về một cái ông kỹ sư sửa một cái máy. Thế ông ta gõ một cái vào cái máy đó và hỏi tính tiền bao nhiêu, thì ông ta tính tiền vào 3.000 đô. Thế ông kêu trời ơi sao đắt vậy, ông gõ có vài cái mà ông tính 3.000 đô. Thế thì ông này bảo cái công gõ tôi chỉ lấy ông 1 đô, nhưng mà cái công biết cái chỗ nào để mà gõ tôi sẽ thu của ông 2.999 đô. Bởi vì để biết chỗ nào để gõ tôi phải mất rất nhiều thời gian học. Thế thì những cái dòng lệnh trên website cũng vậy, đôi khi chỉ có vài dòng nhưng mà làm sao mà người ta nghĩ ra được, thì có thể cả một quá trình học tập rất là lâu người ta mới nghĩ ra vài cái dòng lệnh đấy, chứ nó cũng không phải là dễ. Còn tất nhiên chúng ta copy của họ và chúng ta sửa đi vài dòng để nó ra gần gần như của mình thì dễ hơn, có đúng nào? Thế thì có lẽ là cái clip xin stop ở đây, và một lần nữa thì học từ đầu.com và chúc bạn có một cái năm mới vạn sự như ý, và chúng ta không đốt pháo nhé, bởi vì theo luật rồi đốt pháo thì rất là vui. Cái thời của tôi mỗi một khi giao thừa đến thì pháo nổ đi đùng khắp nơi. Thế nhưng mà sau khi người ta xét tổng thể là đốt pháo thì cái hại nhiều hơn cái lợi, thì cuối cùng là chính phủ đã ra một cái điều luật cấm đốt pháo, và do đó có thể những cái thế hệ 9X chỉ có thể không bao giờ nghe thấy tiếng pháo, hoặc là phải phải đốt trộm, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không cần đốt đâu, chúng ta hạn chế đốt bởi vì đây là luật, luật thì chúng ta phải tuân theo, còn nếu chúng ta không muốn tuân theo luật thì chúng ta phải biểu tình phản đối luật cho đến khi nào mà chúng ta phản đối được. Đấy, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái cách thức nào đó để mà chúng ta thay đổi luật trước khi chúng ta vi phạm luật, hoặc là chúng ta cân nhắc kỹ.